Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa phượng. Tại vì mùa hè cũng đến rồi, mình nhìn thấy chắc là cũng có hoa rồi chứ nhỉ. Thì cũng có một số bạn yêu cầu nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa phượng ở clip này. Đây là cành hoa phượng mình vừa làm xong. Đây, mình sẽ cầm cho các bạn nhìn thấy nhé. Hoa phượng ở đây là 5 cánh, 4 cánh màu đỏ này và một cánh màu sắc. Thì để làm được cái hoa phượng như thế này, đây mình có làm cả một hình con bướm bướm bằng hoa phượng. Chắc là học sinh thì hầu như là bạn nào cũng đã từng làm rồi đúng không? Đó. Để làm được cái mẫu hoa phượng như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau nhé. Đây là một số nguyên liệu chính để chúng ta làm hoa phượng nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ cần chuẩn bị giấy nhún màu đỏ và giấy nhún màu trắng với các kích thước, và giấy nhún màu xanh nữa với các kích thước mình ghi lần lượt trên đây. Với cái kích thước mình ghi như thế này, tức là 2cm sẽ là chiều rộng và 4cm sẽ là chiều dài nhá. Tiếp theo là chúng ta cần đến bút màu. Mình cần 3 bút dạng màu như thế này để làm cánh hoa này nhá. Tiếp đến là súng bắn keo. Bắn keo sáp. Kéo này. Kẽm si và kẽm cành. Kẽm si thì mình để làm cái cành nhỏ nhá. Cành nhỏ như thế này. Còn với kẽm cành thì chúng ta dùng để làm thân của cành to như thế này nhá. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ tiếp còn nữa đó là nhị hoa. Nhị hoa này thì chúng ta lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cho giống nhị hoa phượng nhất nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nha. Thank you.
Thank you.